Ở Mỹ đang ở cái con đường dẫn đến cái ngôi trường trường Berkeley, một cái môi trường có thể là tốt nhất để nhạc jazz của thế giới. Và thời gian trôi đi nhanh quá, đã 4 năm rồi từ khi trò chơi âm nhạc bắt đầu và đã được sự ủng hộ của rất nhiều các bạn khán giả. Và nhân dịp kỷ niệm 4 năm sinh nhật trò chơi âm nhạc, Tuấn Hùng với tư cách là cựu đội trưởng trò chơi âm nhạc, Tuấn Hùng xin gửi tới lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các khán giả, truyền hình yêu dấu, ban biên tập, như đội ngũ, những cái người làm chương trình. Tuấn Hùng là bằng tình cảm của mình rất là ao ước có thể sớm để quay trở lại để tham gia chương trình với mọi người, và mong muốn rằng là trong thời gian sớm nhất chương trình sẽ có mặt của Tuấn Hùng. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.